Thời gian qua, báo điện tử Tầm Nhìn nhận được phản ánh của người dân về dự án xây dựng trường mầm non Phương Canh 2 tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động. Để làm rõ thông tin phản ánh, phóng viên đã ghi nhận thực tế tại công trình này. Theo ghi nhận, hầu như tất cả các công nhân làm việc tại đây đều không được trang bị bảo hộ lao động. Cụ thể, những người lao động tại công trình này không hề sử dụng bất cứ một phương tiện bảo hộ lao động nào trong quá trình làm việc như găng tay, giày, ủng, quần áo bảo hộ, mũ bảo hiểm. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo thông tin trên tấm biển báo được gắn khuất trong ngõ nhỏ, đây là dự án xây dựng trường mầm non Phương Canh 2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư. Các đơn vị liên danh thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Du lịch Tiền Phong, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Trường học Nam Anh, Công ty Cổ phần Nhật Dương và Công ty Cổ phần Bá Dương Nội. Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Cô Tô, Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại Hải. Theo quy định về an toàn lao động, khi sử dụng lao động thì đơn vị thi công phải ký kết hợp đồng. Người sử dụng lao động phải thực hiện việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Với tư cách là người sử dụng lao động, việc thờ ơ, không tuân thủ, thiếu trách nhiệm và không thực hiện đúng quy định này là điều không thể chấp nhận được. Phải chăng đơn vị thi công đang coi thường luật pháp, không ký hợp đồng với người lao động, chạy theo lợi nhuận và thuê nhân công giá rẻ, thiếu hiểu biết về an toàn lao động? Về phía chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án quận Nam Từ Liêm và hai đơn vị giám sát có dấu hiệu thiếu kiểm tra giám sát, quản lý lỏng lẻo vấn đề an toàn lao động, dửng dưng trước sai phạm của đơn vị thi công. Vậy quyền hạn của chủ đầu tư và đơn vị giám sát này là gì và trách nhiệm nằm ở đâu? Sự thờ ơ, không tuân thủ, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy định, coi thường tính mạng con người của cả hai đơn vị này đã gây nên sự bức xúc không nhỏ. Nếu tai nạn xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm như thế nào? Chiếu theo luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì việc đơn vị thi công, chủ đầu tư, đơn vị giám sát không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, thiếu trách nhiệm cho việc kiểm tra, giám sát, quản lý lỏng lẻo vấn đề an toàn lao động, coi thường tính mạng người lao động là quá rõ ràng. Trước thực trạng đang diễn ra tại dự án trên, phóng viên đã đặt lịch làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Ban Quản lý Dự án quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, đã 3 tuần trôi qua, sau nhiều lần gọi điện liên hệ, nhưng đến nay, hai đơn vị này vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về việc này. Đề nghị các cơ quan chức năng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm sớm vào cuộc thực hiện các công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động đáng tiếc thường xuyên rình rập tại các công trình xây dựng. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.